một căn nhà trong khuôn viên nhà thiếu nhi quận 11 nằm tại số 284 đường Lãnh Bình Thăng, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy vào tối ngày 4 tháng 11 năm 2014. Đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 cho biết, khoảng 19 giờ 40 phút, người dân thấy khói lửa bốc lên trong căn nhà này. Lúc đó ngôi nhà không có người bên trong. Nhiều thanh thiếu niên đang sinh hoạt trong nhà thiếu nhi đã dùng nước và bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều vật dụng bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi, diện tích cháy là 15m². Đường Lãnh Bình Thăng bị phong tỏa một phần. Nhiều thanh thiếu niên và người dân đang sinh hoạt trong nhà thiếu nhi bàng hoàng sau vụ việc. Được biết, căn nhà bị cháy là nơi chứa dụng cụ tập luyện biểu diễn của một câu lạc bộ Lân Sư Rồng sinh hoạt trong nhà thiếu nhi quận 11. Nguyên nhân vẫn tiếp tục được làm rõ.